theo thì thầy cho ta đi phần ý nghĩa của phương trình hóa học. Thì buổi trước thì chúng ta đã biết cách lập phương trình hóa học. Vậy thì khi nhìn vào một phương trình hóa học thì ta biết được cái ý gì? Thì đấy là điều mà chúng ta rất cần phải biết. Nhưng mà nó rất là đơn giản. Vậy thì cái nó cụ thể là nó có những ý nghĩa gì? Cái ý nghĩa đó được nói hay là được viết như thế nào? Các bạn hãy quan sát từng ví dụ mà thầy thể hiện sau đây. Ví dụ thứ nhất, thì ta thấy là nhôm, tôi có sơ đồ là nhôm cộng oxy tạo thành nhôm oxit hay là Al2O3. Thì ta thấy phương trình này, ta thấy chỉ số này là 3, này là 2, hệ số là 2, hệ số thứ này là 3. Thì chỉ số là 2 và chỉ số là 3 của chung nghĩa 6, 6 chia 3 được 2, 6 chia 2 được 3. Ta thấy 2 có 2 nhân 2 là 4. Vậy ta có phương trình là 4, hệ số là 4, 3, 2. Vậy cái ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa khi nhìn vào phương trình trên là gì? Thì ta thấy là với chất nhôm thì có hệ số là 4, chất oxy thì có hệ số là 3, chất A là 2, 3, hệ số là 2. Thì ý nghĩa là cho ta biết về, cho biết nhất là tỷ lệ về số nguyên tử hoặc phân tử của các chất trong phương trình hóa học. Đấy. Vậy ở đây rõ ràng là nó đòi hỏi chúng ta phải biết cách dùng từ khi nào nói là nguyên tử và khi nào nói là phân tử. Đấy. Thì ta thấy là chỉ số đây là 1, cho nên chỗ đối với chất Al thì chắc chắn là chúng ta phải dùng nguyên tử rồi. Tỷ lệ thì ở đây ta dùng là dấu chia rồi. Số nguyên tử Al chia cho số. Đối với chất oxy thì ta chỉ số là 2, tức là gồm có 2 nguyên tử oxy liên kết với nhau, vậy nó được gọi là phân tử rồi. Chia cho số phân tử oxy. Ở đây có 3 chất cho nên ta sẽ tiếp một dấu chia nữa. Và cái chất thứ hai là chất thứ ba là hợp chất, do đó mà nó gồm có 2 nguyên tử nhôm liên kết 3 nguyên tử oxy và tổng số nguyên tử là 5. Vậy nó là phân tử. Chia cho số phân tử Al2O3 bằng 4 bằng 4 chia 3 chia 2. À, vậy tại sao thầy lại lấy 4 chia 3 chia 2? Thầy lấy đâu? À, nó chính là hệ số của các chất thôi. Với chất nhôm thì hạt hợp thành là nguyên tử, cho nên là chỉ số đây là 1, cho nên ta phải dùng cái danh từ là nguyên tử với hệ số là 4. Vậy cứ 4 nguyên tử nhôm tác dụng với, dấu cộng là tác dụng với 3 phân tử oxy. Đấy, với cái chất oxy này hệ số là 3, 3 phân tử oxy. Và đối với đấy, chất nhôm oxy thì hệ số là 2, cho nên là sẽ là 2 phân tử nhôm oxy. Cách trình bày là cho ta biết tỷ lệ về số nguyên tử hoặc phân tử của các chất trong phương trình thì nó còn được biểu diễn bởi một cách khác. Dùng từ nó khác đi. Đó là cứ 4 nguyên tử nhôm, dấu cộng này là biểu diễn bởi động từ tác dụng. Tác dụng với 3 phân tử oxy. Đây thì cái màu khác đi. 4 3 phân tử oxy tạo ra. Ở đây là tạo ra là giống cái tên thì tôi dùng cái động từ tạo ra. Tạo ra 2 phân tử Al2O3. Đấy. Thì cái cách việc cái cách mà biểu diễn như cái dòng thứ hai này, người ta gọi cách này bởi một cái từ cụm từ khác, đó là đây là đọc phương trình hóa học. Tức là nhìn vào phương trình này thì ta đọc như vậy. Hoặc là ta nhìn vào phương trình này ta rút ra tỷ lệ và số nguyên tử phân tử, thì cái hai cái cách biểu diễn này đều nói lên ý nghĩa của phương trình hóa học.
Thế cho ta vào phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai là AL cộng FE3 O4 AL2 O3 cộng với FE. Thì cân bằng ở đây ta thấy cân bằng theo oxy là 4 O với 3 O thì đây sẽ là 12, 12 chia 3 là 4, chia 4 được 3. Ở đây 4 nhân 2 là 8 AL, 3 x 3 là 9 FE. Và bây giờ thì thầy cho ta cần phải dùng từ là khi nào dùng từ nguyên tử, phân tử cho đúng rồi. Thứ nhất chúng ta thấy là để ý nghĩa của nó sẽ là số nguyên tử AL chia, thì chỗ này ta phải dùng từ phân tử đúng không? Số phân tử Fe3O4 chia số phân tử AL2O3 chia, chỗ này chỉ số là 1 chúng ta dùng nguyên tử, số nguyên tử Fe sẽ bằng hệ số lần lượt nào, nó chính là hệ số của chất chương trình thôi, 8, 3, 4, 9, tức là bằng 8 chia cho 3 chia cho 4 chia cho 9. Đấy. Các bạn thấy là với cái ví dụ 1 như thế này và ví dụ 2 trình bày như vậy thì ta thấy là ý nghĩa của việc rút tỷ lệ của các chất cũng rất là đơn giản. Thì đây lấy một ví dụ 3 là Fe2 SO43 cộng với KOH tạo thành FeOH3 cộng với K2SO4. Thì chúng ta cùng nhau cân bằng lại xem nào. Ở đây cân bằng theo Fe hoặc theo SO4 thì cân bằng theo Fe trước đi. Chỉ số đây là 2 Fe đây là 1 thì sẽ đây là 2 đây là 1. Đặt đi 2 thì ta có 6 OH. Đặt đi 1 ta có 3 SO4. Để cân bằng OH trước cũng được, cân bằng F4 trước cũng được. Thì đây có 6 OH mà chỗ này các OH không đóng màu gì, đây là 1. Vậy đây là 6. Đặt đi 1 thì có 3 F4, đặt đi 6 thì có 6K. Mà đây là 2 thì đây là 3. Hoặc là đây là chỉ số F4 đây không đóng màu gì, đây là 1. 3 chia 1 là 3. Vậy thì chỉ là bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ rút tỷ lệ về số nguyên tử và phân tử. Ta thấy chúng đều là hợp chất cho nên chắc chắn chỗ này ta không dùng từ dùng cái danh từ nguyên tử ở cái chất nào cả, mà đều phải dùng cái danh từ là phân tử. Vậy ta rút tỷ lệ như sau: số phân tử Fe2 FO43 chia cho số phân tử KOH chia cho số phân tử FeOH3. Ta đọc công thức ra, chia số phân tử K2SO4 bằng bằng thì các bạn nhìn vào đây, hệ số của chất thứ nhất là 1, hệ số của chất thứ hai là 6, hệ số của chất thứ ba cái nhìn vào chất này FeOH3 hệ số là 2, ta liệt kê là 2, hệ số của chất thứ tư là 3. Vậy tỷ lệ sẽ là tỷ lệ về số phân tử của chất trong trình sẽ là 1, 6, 2, 3. Vậy với một cái ý nghĩa thứ nhất là cho biết về tỷ lệ của các chất trong trình, thì ngoài về tỷ lệ của các chất trong trình ra thì nó còn có một cái ý nghĩa nữa, tức là chúng ta không rút tỷ lệ của tất cả các chất nữa mà chúng ta rút theo tỷ lệ của các chất trong trình. Vậy đấy chính là ý một ý nữa mà thì nói rẻ hơn, đó là cho biết về tỷ lệ của từng các chất, tỷ lệ về số nguyên tử hoặc phân tử của từng các chất. Trong phương trình hóa học thế này đi, với ví dụ đầu tiên thì ta thấy là nếu xét theo tỷ lệ cặp chất
thì ta thấy là số nguyên tử nhu chia số phân tử oxy bằng. Ở đây ta xét cặp chất là giữa hai chất tham gia với nhau thì ta thấy là tỷ lệ sẽ là 4 chia 3. Thế bây giờ không xét tỷ lệ cặp chất là nhu với oxy nữa mà ta xét nhu với nhu oxy chẳng hạn, thì ta có là số nguyên tử Al chia số phân tử Al2O3 sẽ bằng 4 chia 2, tức là các bạn có thể rút gọn là bằng 2 chia số 1. Đấy. Thì tỷ lệ thông thường sẽ là tỷ lệ tối giản. Các bạn không thích rút theo tỷ lệ nhôm với các chất còn lại thì các bạn rút tỷ lệ oxy với nhôm oxy chẳng hạn. Số phân tử oxy chia số phân tử Al2O3 sẽ bằng, chỗ này là 3 lần 2 3 chia 2. Vậy ở đây ta thấy là ta có thể rút ra tỷ lệ của 3 cặp chất khác nhau. Thế với những phương trình mà có nhiều chất như thế này thì ta có thể rút tỷ lệ của cái chất thứ nhất với các chất còn lại tùy theo yêu cầu đề bài. Người ta sẽ thường sẽ hỏi theo tỷ lệ của cặp chất nào đó thôi. Thì với nội dung thầy Quyến vừa trình bày vừa rồi thì thầy trò ta đã hiểu được cái ý nghĩa của phương trình hóa học, thì trình bày như thế nào và cách nói là làm sao. Thì cái đây nhà các bạn làm nội dung các bài tập nội dung phần này thầy đã thiết kế, thì thầy hy vọng thì qua cái nội dung mà thầy vừa giảng các em trong chuỗi theo dõi thì các bạn sẽ vượt qua phần này một cách dễ dàng. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở clip tiếp theo.